Phùng Ngọc Huy tiết lộ kế hoạch đưa con gái sang Mỹ. Phùng Ngọc Huy không giấu nổi hạnh phúc khi về Việt Nam đoàn tụ cùng con gái La Vi. Đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng anh không giấu nổi xúc động. Trong một chương trình, Phùng Ngọc Huy đã từng chia sẻ, chắc lên máy bay tôi không ngủ được vì khi ngồi trên chuyến bay mười mấy tiếng, mình lúc nào cũng mong chờ đáp xuống sân bay ở thành phố Hồ Chí Minh để được gặp con và gia đình. Cảm xúc đó tôi không diễn tả được. Phùng Ngọc Huy hạnh phúc khi hoàn tất thủ tục về Việt Nam gặp con gái cũng như đang trong quá trình thực hiện giấy tờ để đưa bé sang Mỹ. Tôi cũng có những lo sợ vì mình là đàn ông còn con lại là con gái trong tuổi phát triển, nhưng may mắn tôi có chị gái ở tiểu bang Dallas. Tuy nhiên, chắc chắn thời gian đầu tôi và con chưa hiểu nhau lắm, nhưng tôi tin rằng khi sống chung hai cha con sẽ hiểu thêm. Phùng Ngọc Huy chia sẻ, con gái của cố nghệ sĩ Mai Phương, bé La Vi là một trong những nhóc tì được quan tâm nhất nhì trong showbiz, đặc biệt sau khi Mai Phương qua đời. Trước khi đoàn tụ với bố, La Vi sống trong tình yêu thương của cô bảo mẫu, không chỉ giúp cố diễn viên Mai Phương chăm sóc con gái trưởng thành thật tốt, cô bảo mẫu còn như người mẹ thứ hai của La Vi, thay nữ nghệ sĩ Mai Phương tiếp nối đồng hành chăm sóc bé. Cả hai cô cháu thường xuyên có những chuyến đi du lịch vui vẻ để giúp La Vi cởi mở phát triển hơn.